Ok, có bạn hỏi là anh ơi tính năng xóa phông xanh ở Filmora 12 thì có gì mới không? Câu trả lời là chả có gì mới các bạn. Thực ra thì nó cũng không có gì mới, nó chỉ hơi khác hơn tí. Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn làm nào để xóa phông xanh với Filmora 12 nhé, đơn giản. Ví dụ ở đây nhé, mình đã đang dùng Filmora 12 phiên bản dùng thử beta. Thì đến tháng 12 nhé, mùng 9 tháng 12 thì nó sẽ ra cái bản chính thức. Các bạn nếu mà muốn gọi là tải cái bản chính thức Filmora 12 ấy, thì các bạn nên đợi đến mùng 9 tháng 12 khi nó ra chính thức. Thế còn bạn nào mà đang dùng 11 ấy mà bạn muốn mua bản quyền để xóa logo ấy thì bạn cứ có thể mua bình thường nhé. Mua bây giờ là 1.670.000 nhé, mình có hỗ trợ mua hộ. Và mua bây giờ thì bạn được cập nhật lên bản Filmora 12 thoải mái. Ok, miễn phí nhé. Ví dụ ở đây mình có video một cô gái này và một con khủng long. Con khủng long ở đây và mình có một cái video làm nền. Khi mà bạn xóa phông xanh thì chú ý là video phông xanh thì bạn đặt ở lên trên, sau đấy là video gọi là background ấy, video nền thì đặt bên dưới, hoặc là ảnh. Đây là mình xóa này, đây một chú khủng long rất to đấy, và một cô gái rất là xinh nhảy nhót. Ok, thực ra để xóa và tạo cái hiệu ứng như này ấy, thì rất là đơn giản nhé. Đầu tiên bạn sẽ xóa hết đi, để mình xóa cái phông xanh đi nhé. Ok, mình sẽ giữ lại cái video nền. Video nền là cái video stock này. Mình ở cái phần stock media này, kể cả mấy cái phông xanh này mình cũng ở stock media luôn. Đầu tiên các bạn sẽ kéo cái video phông xanh xuống, bạn đặt nó lên trên này nhé. Ok, sau khi bạn đặt lên trên thì với Filmora 12 hoặc Filmora 11 ấy, thì các bạn nếu như mà ở cái phần phông xanh này mà nó không bị sạch, không được sạch như này ấy, thì các bạn có thể dùng tính năng crop nhé. Hoặc là bây giờ nếu mà Filmora 12 thì bạn có thể dùng cái bút bạn vẽ cũng được. Ví dụ mình muốn dùng cái bút vẽ thì mình sẽ đi vào cái mask này, dùng cái bút này. Mình sẽ vẽ xung quanh cái người cô này. Tức là cái phần mà phông nó sạch ấy, còn ví dụ bên ngoài thì nó bẩn. Đấy, ok. Như này được, được rồi. Tiếp theo là mình sẽ dùng cái tính năng gọi là chroma key. Thì chroma key ấy, thì các bạn sẽ nhấn vào cái biểu tượng hình người này nhé. Hình người ngay đây này, ấn vào đây. Sau bạn chọn là chroma key. Đó. Chroma key ấy, thì phần mềm nó sẽ tự xóa phông xanh cho bạn. Thế còn nếu mà nó không tự xóa ấy, thì các bạn nhấn vào cái bút này, các bạn chọn cái phần màu xanh ở trên cái video. Đấy, đơn giản như thế. Ví dụ ở đây nhé, ví dụ mình sẽ reset nó sang một cái màu khác. Ok, ví dụ bây giờ đang có cái phông xanh như thế này, mình muốn xóa thì mình sẽ chọn vào cái bút này, nhấn vào cái bút này, rồi mình sẽ chọn vào cái phần màu xanh. Đấy, như vậy là nó xóa rồi. Tiếp theo là bạn sẽ chỉnh hai cái phần offset và phần tolerance này nhé, dung sai và phần offset. Hai cái này nó sẽ giá trị nó ngược nhau ấy, nên ra là bạn cứ kéo ấy, ví dụ bạn kéo hết về bên trái là nó xem kéo về bên phải xem nó như thế nào. Đó, hai cái này cứ kéo một cái về bên trái, một cái về bên phải, làm sao cho nó kiểu hết cái phông xanh đi là được, tức là hết cái màu xanh đi. Tiếp theo bạn có thể chỉnh được cái đường viền. Cái độ dày của đường viền thông thường ấy, có thể tăng cái độ dày của đường viền lên một tí để nhìn cho nó đỡ bị lẹm vào cái gọi là cái cơ thể của nhân vật ấy. Đó, và cái phần feather này thế đang hai thì bạn có thể tăng lên một tí. Ok, như vậy là xong rồi, là bạn đã xóa được phông xanh cực kỳ đơn giản. Đây là xóa phông xanh của cô gái đúng không? Bây giờ nếu mà bạn muốn xóa thêm cái con khủng long nữa, bạn đặt một con khủng long nữa ở chỗ này thì bạn lại đưa con khủng long xuống. Ví dụ đây mình sẽ dùng con khủng long này, mình đặt ở đây nhé. Đặt đây, sau đó mình sẽ dùng cái tính năng xóa phông xanh bằng cách là ấn vào đây, dùng chroma key đó, cho nó xóa đi. Ok, nó xóa rồi, mình không cần chỉnh gì cả. Sau mình kích vào con khủng long, mình sẽ cho nó bé bé lại đó, đặt nó bên này giống như kiểu con chó ấy. Ok, kích vào ok, thế là xong rồi. Rất là đơn giản đúng không? Đấy là làm cách nào để xóa phông xanh với Filmora 12, cũng cực kỳ đơn giản thôi. Sau khi xong thì các bạn nhớ export đây nhé. Để mà xuất bản video ấy thì các bạn nhớ phải tạo một cái tài khoản miễn phí của Filmora để xuất video. Nếu còn bạn nào mà mua bản quyền rồi ấy thì bạn phải đăng nhập. Ví dụ đây là cái tài khoản của mình ấy, mình đăng nhập rồi. Thế mình nhắc lại các bạn là mình sẽ không cho các bạn mượn tài khoản đâu nhé. Tại vì Filmora nó dọa nó sẽ khóa tài khoản của mình nếu như mà mình cho nhiều người mượn quá. Nên là mình chỉ hỗ trợ các bạn mua bản quyền được thôi. Ok, video đơn giản thế thôi. Đấy là làm nào để xóa phông xanh với Filmora 12 phiên bản dùng thử. Bản chính thức thì chắc cũng vậy thôi, nó chưa có gì cải tiến cả. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Goodbye.